anh yêu em. Ai mặc động lại lời nghe đời lan và điệp một chuyện tình cây đời. Em bị bón hả? Em không có tin vào cái tình yêu của anh dành cho em đâu. Anh yêu em thiệt mà Lan. Em không có tin. Tin anh đi Lan. Muốn em tin phải không? Chứng minh ngay. Bây giờ em muốn anh chứng minh cái gì anh cũng chứng minh hết. Thí dụ nha, bây giờ giữa mẹ của anh và em đều rớt xuống sông, anh cứu người nào trước? Mẹ anh biết bơi, chắc chắn mẹ anh sẽ cứu em. Cái gì vậy? Không, ý của em muốn là anh phải chính là người nhảy xuống sông cứu em. Vậy thì em chết chắc rồi. Anh không biết bơi, mẹ anh chắc chắn sẽ cứu anh trước. Trời ơi, sao tôi lại bị lạc trên cái hòn đảo này vậy trời? Có ai không? Cứu tôi với! Tại sao con khóc? Có người! Ê! Vô đi! Tại sao con khóc? Con bị lạc lên cái hòn đảo này. Ừ, ta cũng vậy. Ta bị lạc ở đây đã mười mấy năm rồi. Mà ông ơi, ông là ai vậy? À, muốn biết ta là ai à? Ta xin tự giới thiệu. Ta là ông Thuận, em họ của ông Thọ. Hai anh em ta chuyên cung cấp sữa cho toàn bộ thế giới, ngươi không biết sao? Mà nhìn ông giống ông tiên lắm. Ông có cách nào giúp con không? À, con muốn giúp con hả? Bây giờ ta sẽ ban cho con một điều ước. Con hãy ước đi. Dạ, con sẽ ước là con sẽ thoát khỏi hòn đảo này. Con sẽ trở về quê hương. Thôi được rồi, con hãy nhắm mắt lại đi. Hồ Bi, con có nghe thấy tiếng gì không? Có, con nghe thấy tiếng sóng biển. Tiếng sóng biển này có giống với tiếng sóng biển ở quê hương của con không? Giống lắm. Vậy thì con hãy mở mắt ra đi. Dạ. Về quê rồi. Về. Ủa sao còn trên đảo mà? Bắt đầu từ bây giờ hòn đảo này sẽ chính thức sẽ trở thành quê hương của con. À, tập làm quen đi. Tôi bị lạc đây mười mấy năm rồi, ai cứu đâu. Trời ơi, tôi còn bạn bè, tôi còn gia đình của tôi. Ông ơi. Cái gì? Ông ở trên đảo chắc không cô đơn lắm hả? Cô đơn à? Dạ. Nhắc đến cô đơn, ngươi làm ta nhớ đến một mối tình 20 năm trước của ta. Cô ấy tên là Lan. Ủa tình yêu sét đánh nào? Không, tiếng thét, tiếng sét thể hiện sự hết hồn của ta đó. Sao em xấu quá vậy? Từ xưa đến giờ, ta chỉ gặp em trong siêu thị. Ta không ngờ là trên hộp sữa mà người ta cũng photoshop được hả? Em chào anh Thuận. Chào em Lan. Lan à, sáng sớm mẹ em xách hai xô sữa đi đâu vậy? Dạ. Sao em đi đổ rác sớm vậy Lan? Dạ tại đổ giờ này không có ai thấy hết á. Vậy là cái hình của em trên hộp sữa là em đi đổ rác đó hả? Dạ đúng rồi. Trời ơi, cả thế giới bị lừa rồi. Lan à, anh biết là em bán sữa, anh có thể hỏi em một câu này được không? Dạ anh hỏi đi. Lan. Dạ. Chưa có chồng sao em có sữa hay vậy? Anh Thuận. Hả? Cái gì vậy? Tự nhiên anh hỏi vậy làm sao? Ý của anh làm sao? Ý anh là là sao? Là sao? À, anh yêu em. Ai mặc động lại lời nghe đời lan và điệp một chuyện tình cây đời. Em bị bón hả? Cái gì vậy anh Hùng? Anh cũng không biết anh đang nói gì nữa. Mệt anh quá đi. Nhưng mà em không có tin vào cái tình yêu của anh dành cho em đâu. Anh yêu em thiệt mà Lan. Em không có tin. Tin anh đi Lan. Muốn em tin phải không? Chứng minh ngay. Bây giờ em muốn anh chứng minh cái gì anh cũng chứng minh hết. Thí dụ nha, bây giờ giữa mẹ của anh và em đều rớt xuống sông, anh cứu người nào trước?
mẹ anh biết bơi chắc chắn mẹ anh sẽ cứu em. Cái gì vậy? Không, ý của em muốn là anh phải chính là người nhảy xuống sông cứu em. Vậy thì em chết chắc rồi. Anh không biết bơi, mẹ anh chắc chắn sẽ cứu anh trước. Sao vậy Lan? Anh bị gì Lan? Thôi vậy mà anh cũng trả lời được nữa hả anh Thuận? Vậy mà anh nói anh yêu em, em giận anh luôn. Thôi mà đừng giận Lan. Em giận rồi. Thôi đừng giận mà. Muốn em hết giận không? Mua quà nữa chứ gì. Trời ơi, anh Thuận ơi anh Thuận. Trời ơi sao anh thông minh quá vậy? Hả? Sao anh biết ý em vậy? Thôi em đừng chạy nữa, em chọn món đi. Anh Thuận. Cái gì? Bây giờ ha, giữa bông tai nè, dây chuyền, nhẫn, anh thấy em đeo cái nào là hợp nhất? Anh nghĩ em đeo khẩu trang là hợp nhất đó. Vô duyên quá đi. Có vậy mà anh cũng trả lời được nữa hả? Chia tay đi. Lan à, đừng mà, Lan. Em biết là thế nào anh cũng níu kéo em trở lại mà thôi. Không, em để quên hai xô rác nè. Em về đi. Và kể từ đó, ta và em làm việc ở hai khảng sữa khác nhau. Chà, cái chuyện của tình con cũng ly kỳ quá ha. Buồn lắm con ơi, cho nên bây giờ con đừng có buồn nữa. Con yên tâm đi, dạ. Sẽ không có ai tới cứu con đâu. Ừ. Hả? Tao tới cứu kìa. Trời đất ơi, có tao. Vậy mà kia không có tao ai. Tao tới cứu kìa. Trời đất ơi. Trời đất ơi, tao tới cứu. Đây nè ơi. Vô. Mày coi chừng cái dầm kìa, coi chừng cái dầm. Mày nhìn cái gì? Mày nhìn cái gì? Tao đợi cái ngày này 12 năm rồi. Mày bận áo phao vô đi, nó không có vô tới đây đâu. Bận áo phao vô đi. Dẹ vô anh ơi. Dẹ vô nè, nè, sắp tới rồi. Vô. Rồi. Vô anh ơi. Anh ơi. Hãy thật đây. Bảy tù của hồ. Không được. Lương tâm ta không phép hết. Không cho phép ta làm chuyện này được. Đúng rồi. Hết mày rồi con. Cái áo phao nặng quá làm sao mà chạy được. Chia nhau ra, ta càng dễ xử lý. Anh bạn trẻ có bao nhiêu tài sản lấy ra hết đây. Dạ không có. Mày nghe chưa? Mày làm cái gì vậy? Tao đâu biết đâu, đánh nhẹ mà. Trời ơi, chưa làm ăn gì hết. Giờ làm sao? Tao đã tìm được vũ khí rồi đây. Bây giờ tụi bay có ngon thì chơi hai đấu hai đi. Có ngon thì đấu hai hai đi. Chỉ rồi, coi như tao chưa nói gì đi. Đứng lại. Bước vô đây. Ông già, có bao nhiêu tài sản lấy ra hết đây. Con ơi, ông nói con nghe nè. Bây giờ con muốn cướp, con ra cái chỗ nào giàu giàu con cướp. Con ra cái quang đảo này cướp cái gì? Đừng có nói nhiều nữa. Có đưa không? Có gì đâu mà đưa. Không đưa tôi chém chết ông. Ông làm gì vậy? Quả nhiên không sai. Thổi một cái kéo dài được 5 giây. 5 giây? Có người thổi còi. Có tàu tới cứu. Đúng như dự tính của ta, thằng này kéo thêm được 5 giây nữa. Tao biết. Tổng cộng là 15 giây rồi. Chạy đi. Sao ông không chạy? Tao chạy nó dí tao sao? Mày chạy trước đi, nó dí mày tao mới chạy được. Ừ. Quả nhiên không sai, chơi với những thằng ngu sẽ kéo dài được tuổi thọ. Tao đi đây. Đứng lại. Quyết. Thấy chưa, nó mày đòi ông mày khùng mà không tin. Có kệ rồi. Hết kệ luôn rồi. Để đi ráng đi con, còn thổi là còn sống. Nên ông có tin mà ông thổi một cái nữa là đầu ông rớt xuống đất không? Mày mắc cười quá vậy.
trên đất liền người ta đám ma người ta cũng có thổi kèn mà, tại sao tao sắp chết mày không cho tao thổi hả? Mày thấy mày sống gì mày ác không? Coi chừng trời đánh mày đó, mày nhìn lên trời đi. Đứng lại. Ông nói chuyện gì vậy? Thằng kia nó mới đá mày mà nó chạy nhanh quá. Tức quá mà. Ông Canh ông bắt nó cho tôi nha. Được rồi, tao sẽ bắt nó. Ê nó kìa. Hình như có hai thằng lượng mày ơi. Ông Canh ông bắt nó cho tôi nghe. Được rồi, hai thằng nó kìa. Ô dài em tập thể dục buổi sáng. Sao mày nhớ tao hoài vậy? Ê, cái thứ khùng như ông đó là phải giết, không cho đẻ trứng. Ai vậy? Mày không học lịch sử hả? Mai An Tim đó. Hả? Ra mượn dao mày sẽ dưa hấu đó. Mai An Tim cộng 20 giây. Ê, ông ghi cái gì vậy? Tao ghi lại cái danh sách những ân nhân đã kéo dài tuổi thọ của tao đó. Mày đứng đầu danh sách đó. Ồ, thôi. Xàm quá, hai người xàm quá. Cái đảo này là cái đảo xàm. Còn ông á, ông là xàm chúa đó. Tôi phải giết ông mới được. Mày thôi đi. Tao ghi lại danh sách cái tên những người cứu tao cũng không được hả? Mày thấy mày sống vậy mày ác không? Tưởng tao sợ mày à? Ê, ê, Giang, Giang, Giang. Trời ơi, mày có già mà mày giấu tao. Mày có già mà giấu tao mày được lắm. Cục dễ của tao, trả đây. Không, tao không trả, không trả, tao không trả. Trả đây. Không, trả đây. Thôi, hai đứa bay sao vậy hả? Tao dạy tụi bay bao nhiêu lần rồi. Hở cái là cãi cãi, đưa cục dạy đây. Cục dạy đây. Thằng này đi quanh kia. Thằng này đi quanh kia. Lần nữa tao mời phụ huynh hết kia chưa. Bây giờ chơi giật cờ, đứa nào giật được cục vàng trước của đứa đó. Ok. Rồi, vậy đi. Đây. Rồi. Chuẩn bị chưa? 1 2 Đúng là ăn một quả khế trả một cục vàng. Chim ơi, trả tao về đất liền chim ơi. Kỳ vậy? Đâu có gì kỳ đâu. Kỳ. Không có, nãy tao giao đứa nào giật được trước của đứa đó mà. Ừ. Kỳ, tôi thấy kỳ lắm ông không, ơi. Cái chuyện ở đây không có kỳ bằng cái chuyện ngoài đây đâu. Cảm ơn nha. Tôi về đất liền trước nha ông hậu. Trời đất ơi, cái thuyền của mình. Trời ơi, cả thiên lại cho tao. Lại. Trời. Cả thiên. Đúng là kẻ cướp gặp bà già mà. Ủa mà sao mình ngu quá vậy ta? Tự nhiên mình còn ở đây ta. Không lẽ giờ đảo này còn có mình ta? Chim ơi, sao mày bỏ tao dê vậy chim? Còn có người lạc ở đây nè. Sao cậu bị lạc ở đây à? Dạ. Ta cũng vậy.